Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục quay mai vàng vườn của chị Ngân cho anh chị em mình giao lưu thêm 5 loại mai ha. Trong đây 5 loại mà đã có hết 3 loại thanh lý cho anh chị em mình rồi ha. Và 2 loại là thọ hương với thọ hương cẩm thạch là đồng giá là 200.000. Còn ở đây em sẽ quay trước cho anh chị em mình đó là 3 loại thanh lý 50k ha. Hàng ở đây gồm có 3 loại giống, kích thước nó sẽ giống như nhau nên em sẽ gom lại em báo một lượt luôn ha anh em. Ở đây gồm có là cúc thọ hương nè, cúc trân châu nè và dạo Thủ Đức ha. Thì đồng giá là 50.000 một cây. Ở bên đây nhà vườn ta thanh lý giá rẻ nên ta phải để cái số lượng nhiều lên, người ta mới bao ship cho anh em mình được ha. Thứ nhất ở đây 5 cây thì người ta sẽ nhận đơn và người ta sẽ gửi hàng cho anh em mình mà không có bao ship. Còn số lượng mà 10 cây đổ lên thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh chị em mình, và đồng thời người ta sẽ tặng cho anh em mình thêm một cây luôn ha, là 11 cây tính giá 10 cây mà được bao ship nữa nha anh em, thì chạy ra nó chỉ có 45.000 một cây đối với những anh em mình mua số lượng từ 10 cây thôi. Cái hàng này thì hết hàng anh em thấy không? Nguyên một cái khu sân ta còn rất là nhiều. Mặt hàng năm nay thì nói chung là mấy anh em mình mua về trồng, mua về chơi mà không để kinh doanh kinh tế ha, là nó rất là ngon. Tại vì sao? Cái số lượng cây năm nay nó rất là nhiều và cái tỷ lệ nuôi đạt nó lại nhiều nữa anh em ha. Thì cái giá thành bên nhà vườn người ta đã hạ xuống tới cái giá mà người ta lời meo rồi. Còn anh em mình mua về chơi thì nói chung là nó quá ngon ha. Mua về chơi hoặc là mua về đầu tư 5-7 năm thì nó rất là ngon. Tại vì mua rẻ mà anh em, mình mua được cái số lượng mình giá rẻ ha, thì mình chơi nó cũng khỏe hơn ha. Thì năm nay thì chỉ có nhà vườn, em thấy nhà vườn thì hơi tội nghiệp thôi, làm cây đạt số lượng ngon nhưng mà bán không có giá bằng những cái năm trước thôi. Còn anh em mình mua chơi thì vô tư ha. Nè, như đây ha anh em, cúc thọ hương như thế này thì nhà vườn ta bán có 50.000, như lúc trước cỡ vậy cũng phải tệ, phải 80-90 ha. Tại vì cây hàng nội là cái hàng cái quán ghế không, nằm chậu C6 mà cây đã cắt đôn rồi nữa, thì anh em mình cũng thấy trước mắt rồi ha. Cây khỏe mạnh ha, cúc thọ hương quán ghế cũ điều như vậy ha. Và cái giá này có 50.000, em nói thiệt anh em khỏi cần suy nghĩ. Hãy hỏi anh em là phái mua hay không thôi, phái chơi hay không thôi, chứ không có mắc nữa đâu. Cỡ này anh em mình tính đi, cây này tệ gì nuôi cũng phải là 2 năm tuổi ha, tệ nhất là 2 năm, anh em cho 1 năm nó 1.000 đi, 1.000 một cái cây nè, một tháng cho nó 1.000 thôi ha. Mình bỏ chi phí ra 1 tháng 1.000 là nó hết 24 tháng anh em, nó nhiều rồi, nó hết 20 mấy ngàn rồi. Một tháng có 1.000 đồng ha. Ha, người ta nuôi như vậy nè, một cái cây có 1 tháng mà có 1.000 đồng, 2 năm là 24 tháng là 24.000 ha. Cộng thêm cây nè, ghép nè, phân nè, rồi cái bầu mũ là hết nhiêu rồi, hết 10.000 tiền vốn cho nha. Cái gốc 5.000, cái bo ghép vô nữa 2.000 nữa là 7.000, phân với cái bầu nữa 3.000 là ra 10.000, là nó hết ra 34.000 rồi, đúng không? Đó, 34.000 rồi, xịt sọt công cán dựng đọt là người ta tính ra năm nay người ta lỗ á. Nhà vườn năm nay rất là tội nghiệp ha, làm cây lâu nhưng mà bán ra tính ra đâu có lời đâu, thì phải chịu thôi. Coi làm mà cái này thì mỗi năm nó sẽ có một cây, thứ nhất là ngon, thứ hai là không ngon thôi, có chỉ có 2 đường nữa thôi. Rồi kế tiếp là cúc trân châu ha, 24-36 cánh thì vẫn là ghép khoảng 2 năm tuổi. Đây, gốc quấn rễ y gan luôn ha. Chiều cao thì em sẽ báo một lượt luôn ha. Chiều cao ở đây lấy trung bình từ 20 cho đến 25 cm ha, không có thằng nào dưới hết ha. Như điều khoảng 25 vậy thôi. Gốc đa số là gốc quấn rễ hết. Rồi bên đây là một cái luống Thủ Đức nè ha, Thủ Đức cũng y gan vậy luôn ha. Thủ Đức cũng vẫn là 50.000 một cây, gốc quấn rễ ha. Rễ này về anh em mình xé ra mình qua trồng qua C7 hết đi ha. Ở đây thì 5 cây thì nhà vườn người ta sẽ nhận đơn nha, 5 cây thấp nhất là 5 cây thì người ta sẽ nhận đơn hàng để gửi cho anh em, ta sẽ không bao ship nữa nha. Có một số anh em cứ nhìn ra cái giá rồi 5 cây mà còn gì nó không bao ship, 5 cây có 250.000 bao ship, cái nữa nó hết 50.000, còn 200.000 chia ra 5 cây 40.000 hả ha. Nhiều khi anh em mình mua thì mình nói thì được chứ còn mà mình không có tính ra được ha. Đây, như thế này ha, đa số điều như thế này hết là chỉ có 50.000 thôi, 10 cây. Còn muốn tâm bao ship thì ta có chia ra làm 2-3 cái kiểu giao lưu mà. Một, anh em mình mua ít thì phải trả tiền ship thôi, mua ít mà đòi bao ship, mà đòi rẻ, mà đòi ngon, mà đòi bao ship nữa đâu ra. Còn hai á, thì anh em mình mua 10 cây ha, ta khuyến khích tặng thêm cho anh em mình 1 cây và đồng thời ta sẽ bao ship cho anh chị em mình nữa. Đó, anh em mình mua 10 cây thì ta bao ship 10 cây có 500.000 ha, ra chạy ra thêm được 11 cây, cộng thêm được vào phí ship ha. Còn 5 cây 250.000, nhận thanh toán tầm khoảng 50-70.000 nữa thì sẽ chạy ra khoảng 320.000 là anh em mình sẽ có 5 cây ha. Rồi nguyên cái tổng cái khu vườn bên đây là mai giống ha, thanh lý 50 cho anh em mình. Bây giờ em sẽ qua bên kia em quay thọ hương cho anh em mình có 2 loại ha. Rồi tiếp tục ở phía trong này là cái khu vườn thứ 2 nha anh em. có hai loại cho anh chị em mình ha, một là cúc thọ hương ở phía bên đây ha và cúc thọ hương cẩm thạch, thì hai cái loại này nó đồng giá tiền với nhau nhưng mà kích thước cây nó sẽ có chênh lệch nha anh em, tại do là cúc thọ hương cẩm thạch này là một cái là dòng giống mới thì bắt buộc nó phải bằng tiền nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn nha. Ví dụ như hai cây mà nó bằng kích cỡ luôn thì nó sẽ khác, chạy lên khoảng 500.000 cây thọ hương cẩm thạch ha. Thì hai cái này là một giống nhưng mà nó là cái lá nó có sự khác biệt đây ha. Thọ hương cẩm thạch thì trong cái quá trình nuôi của mình nuôi mình chăm sóc thì nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó đã mắt hơn cái lá thọ hương thường, nhưng mà cái chất lượng bông về cách thức nuôi nó cũng y chang như nhau thôi nha anh em. Thì anh em mình có thể là lấy hàng nào mình phái mình lấy hàng nào lấy ha. Với hai cây này nó cũng đồng giá tiền có 200.000 cây thôi, anh em mình có thể lấy một cặp cũng được ha. Ở đây thì ghép góc vườn cũng giống như nhau. Cái lô gốc này thì cũng na ná như nhau nhưng mà người ta ghép trước, ghép cũng khoảng năm ngoài rồi. Còn cái họ hương cẩm thạch thì người ta chỉ mới ghép tầm khoảng được 3 đến 4 tháng thôi. Cây ha, nó đẹp vượt về gọi về thì anh em mình làm mua anh em mình trồng được rồi. 200.000 một cây ha. Một cây thì bên đây nhà vườn người ta sẽ không có hỗ trợ gửi cho anh em mình nha, tại vì đóng thùng rồi phí ship rồi nữa nó sẽ căng lắm. Ở đây thì người ta sẽ nhận từ 2 cây đổ lên thì người ta sẽ gửi hàng cho anh em mình luôn, rồi đồng thời người ta sẽ bao ship cho anh em mình luôn. Đối với hai cây, này thì người ta sẽ nhập vô, người ta đóng được một thùng ha, vẫn đóng một thùng được. Còn nếu mà một cây thọ hương này thì người ta cũng phải đóng vô một cái thùng, người ta tốn một cái tiền thùng đó nên người ta kéo là không nổi ha. Nếu mà có trường hợp anh em muốn lấy một cây ở chỗ này và anh em mình lấy 5 cây ở thọ hương, 5 cây thanh lý 50.000 ở phía ngoài á, thì anh em mình lấy 5 cây đó xong anh em mình sẽ cộng thêm một cây này thì nhà vườn người ta sẽ gửi hàng cho anh em mình luôn, người ta đỡ tiết kiệm thùng được ha. Còn nếu mà anh em mình lấy một cây thọ hương như vậy thì nhà vườn người ta sẽ không có hỗ trợ gửi cho anh em mình được nha. Anh em mình chỉ lấy từ một cặp đổ lên 400.000 thì nhà vườn người ta sẽ bao ship cho anh em mình luôn. Hai loại nha anh em. Bên đây thọ hương ha, cẩm thạch người ta đã vô dây kéo cành như thế này hết cho anh chị em mình rồi. Đây. Cây như vậy thì 200.000 ha. Về anh em mình có thể là trồng qua chậu lớn tí cũng được. Về mình xé làm kỹ nha, về anh em mình xé cái chậu này ra mình bỏ qua chậu lớn tí cũng được. Rồi không thì anh em mình có thể là làm cái bồn anh em mình trồng. Còn cây chậu này cũng giá vậy luôn hay sao chị? Cây chậu cũng vậy luôn nha. Cây chậu thì khi mà gửi về hai cái gốc nó sẽ giống như nhau thôi anh em, về cách thức giao lưu nó sẽ giống như nhau luôn ha. Với cái chậu xi măng này nè, khi mà gửi hàng thì có gửi chậu không? Không có gửi chậu ha. Thì anh em mình lấy loại nào anh em mình lấy, phái lấy loại chậu thì lấy, còn lấy loại bầu nhựa thì lấy ha. Lấy cái nào anh em mình lấy, thích thì anh em mình lấy thôi. Còn chiều cao của hàng thọ hương lớn này ha, thọ hương này về anh em mình chơi Tết được ha. Chiều cao nó trung bình tầm khoảng 60 ha, điều khoảng 60, em báo cho anh em mình 50 cho đến 70 đi thì mình lấy trung bình nó khoảng 60. Tại vì với cái cây này nè, người ta dựng ngọn cái khúc ở dưới đây thôi, còn ở dưới đây nếu mà mình căng lên cái nữa nó cao dữ lắm ha. Ta kéo thẳng lên ta cao. Đây, tược đi về. Với 1 tấc 2 tấc vậy nè. Vậy là có 1 tấc rồi. Cái tược non này nhiều khi báo cho anh em mình 70 80 thì về cái đọt non này cũng đem đâu có xài được đâu ha. Nên em báo chuẩn cho anh em mình luôn. Đây. Cây to ha. Về cái hàng này anh em mình có thể là sang qua chậu đẹp được rồi nha anh em. Cái cây này nó rất là to rồi nha. Đây, cái tạng nó lớn, rất là lớn ha. Rồi mọi chi tiết liên quan đến clip mua bán trong clip này thì anh em mình cứ liên hệ về chủ vườn ha. Số điện thoại tên cái tiêu đề để anh em mình gặp chị Ngân tên để mình trao đổi. Còn anh em mình muốn lấy cái loại nào hoặc là giao lưu sao, số lượng cây như thế nào thì mình cứ liên hệ bên chủ vườn để mình trao đổi với chủ vườn đi, rồi anh em mình giao lưu ha. Mọi chi tiết thì anh em mình cứ liên hệ gặp trực tiếp chủ vườn để mình trao đổi. Cái nào mình chưa có nắm rõ thì mình cứ liên hệ. Còn nếu mà anh em mình lấy giá sỉ xuống tại vườn thì nhà vườn người ta sẽ bớt cho anh em mình giá ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất nhiều ha. Cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa luôn.